Bismillah, salat cho người chết, được gọi là salat janaza, là hình thức salat bắt buộc đối với tập thể, nghĩa là chỉ cần trong tập thể có nhóm người đứng ra hành lễ salat cho người qua cố, thì nhóm người hành lễ đó được ân phước và nhóm người còn lại được miễn trừ, và cả tập thể sẽ cùng chịu tội khi không có ai đứng ra lãnh trách nhiệm này. Cách thức salat cho người chết như sau. Người chết sau khi đã tắm liệm và được khiêng đến đặt trước mặt imam, và đầu của người quá cố được nằm bên phải và chân nằm ở bên trái của imam. Đối với người chết là nam thì imam đứng ngang phần đầu, còn nếu là người nữ thì imam đứng ngang giữa người. Salat cầu nguyện cho người chết được thực hiện bởi 4 takbir. Mỗi lần takbir đều giơ tay giống như những lần takbir ihram. Sau khi takbir lần đầu tiên thì đọc chương Fatiha. Kế tiếp, takbir lần thứ hai đọc salawat cho Nabi sallallahu alaihi wa sallam giống như trong salat tashahud. Sau đó, takbir lần thứ ba thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala bằng tấm lòng chân thành tha thứ cho người chết, cho họ được vào thiên đàng và bảo vệ khỏi hỏa ngục. Và tốt nhất, cầu nguyện bằng cái lời cầu xin mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã truyền lại. Còn nếu không thuộc và không biết đọc tiếng Ả Rập thì mỗi người hãy nói bằng chính cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bởi Allah subhanahu wa ta'ala nghe hết tất cả. Sau đó là takbir lần thứ tư và đứng chờ một lúc hoặc có thể dua thêm. Rồi xoay mặt về bên phải mà chào salam giống như trong salat, chỉ một lần duy nhất bên phải. Và nếu muốn chào salam thêm bên trái cũng không sao, bởi vẫn có hadith nhắc đến điều này. Trường hợp bị sảy thai khi thai đã đủ từ tháng thứ tư trở lên thì bắt buộc phải tắm liệm và hành lễ salat cho thai nhi đó và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho cha mẹ của thai nhi và thương xót cha mẹ của đứa trẻ qua đời đó. Islam cho phép hành lễ salat cho người quá cố vắng mặt, nghĩa là người chết ở một nơi xa, nhất là khi không có ai đó hành lễ salat cho họ. Giống như thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã hành lễ salat vắng mặt cho vua An-Najashi ở tận Ethiopia. Số lượng người tham gia salat cho người quá cố càng đông thì càng tốt cho người chết. Bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã từng nói: "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluuna mi'ah." كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. Không có người chết nào được cộng đồng Muslim đến cả trăm người tham gia hành lễ salat cho họ. Tất cả đều cầu xin cho họ ngoại trừ việc cầu xin đó của họ được chấp nhận. Islam nghiêm cấm tuyệt đối không được phép hành lễ salat cho người chết là người vô đức tin. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã cấm điều này qua lời phán: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبَرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ngươi, hỏi thiên sứ Muhammad, không được dâng lễ salat cho bất cứ ai chết trong bọn chúng, và ngươi không được đứng bên mộ của y. Quả thật chúng đã vô đức tin nơi Allah và thiên sứ của Ngài, và chúng chết trong tình trạng bất tuân. Đó là cách thức hành lễ salat cho người qua cố, và những người muslimin nên học cách thức salat này để chúng ta được ân phước vĩ đại nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Cầu xin Allah thương xót và ban hợp ân cho tất cả.